Xin kính thưa các cô ông, cụ bà, cô dì, chú bác và các cậu, các mợ và bạn bè nam nữ thanh niên của hai em. Đúng là ai trong cánh cái chim bay về tổ, ai mở đường cho đôi lứa gặp nhau. Phải chăng đó là ông Tơ bà Nguyện đã xoay đường chỉ lối cho hai em đến bến bờ hạnh phúc. Với sự tìm hiểu chín mùi của hai em và được sự nhất trí của hai gia đình cũng như sự cho phép của hai chính quyền địa phương, hôm nay đoàn đại biểu nhà trai chúng tôi đến đây có sắm sửa một cái lễ để xin cháu Thu Anh về hôn trường nhà gái và nhà trai để làm lễ thành hôn. Thay mặt cho bạn nhà trai, xin trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và nhiệt tình của đoàn đại biểu của nhà gái. Và cũng sau khi mà các em làm thủ tục bái yết tổ tiên xong thì cũng xin trân trọng kính mời tất cả các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác và bạn bè nam nữ thanh niên của hai họ, chúng ta sẽ về phòng trà của nhà trai để làm lễ thành hôn cũng như chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, để thay lời cho những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được tiếp nhận và trân trọng cảm ơn một vị đại biểu đến từ gia đình của nhà trai vừa rồi.